Thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 2019 âm lịch, và tại Tổ Đình Hộ Pháp tổ chức cộng tu ngày Chủ Nhật, chúng ta tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc, học đến tập 37 A Di Đà Phật. Những đức đọc một công đoạn của chư tổ sư dạy về bí quyết niệm Phật. Bí quyết niệm Phật không gì lạ, chính là cần nhiều niệm. Niệm từ lúc thô sơ cho đến khi thuần thục, nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật, đem một câu A-di-đà Phật hết lòng cung kính niệm, ứng dụng vào các việc như ăn mặc đi đứng thường ngày. Lâu ngày như thế, tự mình có thể biết được sự màu nhiệm trong câu niệm Phật.
Đây là một đoạn văn mà chư tổ sư giải rất là hay quý vị. Rồi đoạn văn này những đức coi qua rồi thì trong lòng mình có cảm giác rằng hướng dẫn người qua cái đoạn văn này rất phù hợp trong thời đại hôm nay. Chư tổ sư dạy rằng là bí quyết niệm Phật không có gì mà cao xa hết, chỉ cần từ lúc thô sơ niệm cho đến khi thuần thục tập thành thói quen, thành thói quen niệm Phật. Giống như những đức niệm Phật mỗi ngày niệm, hình như là trong lòng của mình không có suy nghĩ rằng mình niệm Phật được công phu gì, hoặc là được nhiếp tâm hay được là thành phiến hay là công phu làm sao đó. Những đức không có cái cảm giác này, mà những đức mỗi ngày chỉ có niệm A Di Đà Phật thôi à. Tu thì nó không có tiến nhanh như người khác, nhưng mà nó bò chậm chậm như con rùa, cứ bò hoài. Và càng niệm có Phật hiệu này thì thấy câu Phật hiệu này có một cái giá trị lớn lao lắm mà chính mình không thể nào bỏ được. Nó có cái cảm giác là không thể nào bỏ được câu Phật hiệu, giống như mà không thể nào mà không ăn cơm. Là chúng ta mỗi ngày mà không ăn cơm một bữa là chịu không nổi. Chúng ta phải niệm câu Phật hiệu này mà có cảm giác là giống như một ngày mà thiếu cơm chúng ta chịu cũng không nổi luôn á. Vậy đó. Bây giờ chúng ta nghĩ nè, cuộc đời con người từ khi biết ăn cơm cho đến khi chết đi, chắc chắn rằng là chúng ta ngày nào cũng phải ăn cơm. Thí dụ như là ngày đó chúng ta không ăn cơm, nhưng mà cũng là gạo hay là cái chất gì làm ra để cho chúng ta ăn, có nghĩa là ngày nào cũng phải ăn. Như vậy thì chúng ta phải niệm câu Phật hiệu này làm sao mà đến khi chúng ta bỏ thân này luôn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn nói về cái cõi này, là đến khi Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là cái niệm cuối cùng chúng ta là vẫn còn sống mà. Cái niệm cuối cùng là vẫn còn sống nên chúng ta niệm A Di Đà Phật. Lúc đó Phật trước chúng ta. Thì Phật trước chúng ta rồi thì lúc đó thì cái linh thức đã rước đi rồi. Thì cái thân này là để lại thôi, thì chết rồi. Thì chết rồi thì không ăn nữa. Đó. Không ăn nữa của cái xác này là bỏ lại. Còn cái linh thức chúng ta sẽ về thế giới Cực Lạc, từ hoa sen sanh ra, thì lúc đó tiếp tục cái gì đây, A Di Đà Phật nữa, về tới thế giới Cực Lạc đó mà cũng tiếp tục A Di Đà Phật nữa đó. Đây là lời giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói rằng là nếu quý vị muốn tu đa môn thì về thế giới Cực Lạc đủ trí tuệ để tu đa môn, nhưng tôi tin chắc rằng khi quý vị về thế giới Cực Lạc, quý vị sẽ không bao giờ chọn tu đa môn, mà muốn tiếp tục niệm Phật để mau thành Phật. Khi thành Phật rồi thì tất cả pháp chúng ta đều hiểu hết hoàn toàn. Vì gọi là Phật Phật đạo đồng thì còn pháp nào mà chúng ta không hiểu. Nhưng khi mới về thế giới Cực Lạc, chúng ta theo cái phẩm vị nào đó mà chúng ta chưa thành Phật liền, vậy thì tiếp tục niệm Phật còn mau thành Phật, vô cùng là mau thành Phật, thì làm gì chúng ta bỏ câu Phật hiệu mà đi tu đa môn. Tiếp tục về thế giới Cực Lạc là niệm A Di Đà Phật. Đó. Vô cùng là đơn giản, quý vị thấy không? Bí quyết niệm Phật không có gì lạ, chính là cần nhiều niệm. Phàm phu mình là càng nhiều niệm nè,
Thế chúng ta đừng có nói câu nói là niệm nhiều mà không chân thật niệm thì niệm nhiều có lợi ích gì? Sao mà chân thật hay không chân thật? Chúng ta biết ai chân thật hay ai không chân thật? Thì lúc niệm Phật thì niệm Phật thôi chứ. Người này mà ngày nào cũng niệm Phật xuyên suốt, vậy là chân thật ấy. Còn thí dụ như lúc người này niệm Phật thì thấy chân thật lắm, nhưng mà buông ra là bỏ câu Phật hiệu không niệm nữa. Bỏ câu Phật hiệu không niệm nữa, vậy là nhất định là loạn tâm liền nói chứ. Nên chúng ta chỉ cần là đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi tiếp người, người nói chuyện, chúng ta đang không nói chuyện, thì chúng ta cầm cái máy này giấu giấu một chút, cái miệng cứ nhép nhép, nhẹ nhẹ thôi. Vậy mà cũng niệm câu nào là bấm câu nấy. Khi tới lúc mình nói chuyện thì mình nói chuyện, còn đến lúc cái người kia nói chuyện mà thấy người ta nói câu chuyện dài quá đó, thì mình cũng niệm được câu Phật hiệu nào thì niệm. Có nghĩa là phải làm sao mà giờ giờ khắc khắc của chúng ta mà tích lũy tất cả những thời gian để mà niệm Phật. Nhớ nghe, niệm Phật thì thường vui, mà thường vui thì phải niệm Phật. Chỉ có câu Phật hiệu thôi mà chia sẻ hoài luôn. Thật sự mà nói giống như mỗi tuần chủ nhật mà chúng ta về đây giống như ôn bài. Một bài ôn hoài luôn, vậy mà có khi còn quên. Nếu mà cái người mà người ta không siêng á, là ta nói rằng trời ơi, tuần nào về cũng nói bao nhiêu nó hoài, thôi nghĩ gì. Cái kệ. Còn cái người nào mà tự nhiên thích niệm Phật á, lạ lắm, lạ lắm. Tuy nó có nhiều đó vậy đó mà thích nghe, thích nghe nhiều đó thôi à. Giống như ngày xưa những đức nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không á, hình như là chọn một cái bài giảng đặc sắc nhất, chỉ có nửa tiếng nghe hoài luôn, nghe hình như là 300-400 lần, nghe hoài vậy đó. Có nhiều đó, mỗi ngày cứ nghe cái đó mười mấy lần, nửa tiếng nửa tiếng, cứ nghe nhiều đó, nghe hoài, thúc đẩy cho niệm Phật. Có nhiều làm hoài vậy đó, mà nghe hoài luôn không chán, mà càng nghe thì càng lạ, ngộ vậy đó. Còn mình là thường nghe Pháp là ưa bị cái bệnh này nè. Thí dụ như 100 bài giảng, rồi nghe tranh thủ cho hết 100 bài coi, nghe tranh thủ cho hết 100 bài coi, nghe xong 100 bài rồi bắt đầu là tiếp tục, có cái nào mới nữa không cô? Cái nào mới nữa không? Mới xong cái nghe, nghe tranh thủ coi, tranh thủ cho hết coi, xong có gì mới nữa không? Thì mấy ông giảng Pháp chắc cũng là mới hoài mà. Đó, nó từ nào đó mà gọi là giảng Pháp mà một đề giảng mà giảng hoài đó nghe. Cái người mà nghe là cũng luyện cho họ cái tâm không có nháo nhào tìm kiếm đó quý vị à. Thật sự mà nói làm sao mà có cái chuyện mà giảng mà giống hệt được, không có giống được. Từ khi viết bài ra mỗi ngày đọc thì nó giống, chứ cái tâm con người mình lúc chòi lúc sụt, nó theo cái tâm nó mà giảng làm sao giống được. Thí dụ như bữa nay những đức lên sân si thì giảng nó hơi nặng căng sân si, ngày mai thì tâm dịu thì tự nhiên giảng dịu, bữa sau tâm vui thì giảng vui. Có nghĩa là giảng Pháp là theo tâm. Nên khi mà buổi sáng mà tu thờ là mỗi ngày cái tông tu khác thì giảng khác, làm sao giống với nhau được. Từ khi là đọc bài thôi, mỗi ngày đọc bài mới giống. Nên cái người mà chuyên tu rồi đó, mình nghe Pháp á, đừng có nghe mà tìm kiếm, nghe quang quận, nghe quang quận xong á, trả lại cho thầy hết trơn. Mà nghe hoài, nghe hết cuộc đời mình chăng nữa cũng không có kết quả nữa. Nhớ nè, cái cách nghe Pháp là nghe gì nè. Thí dụ như Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng Pháp, một bộ kinh ngày giảng cũng nhiều tập lắm, nhưng mà tinh hoa để mà nâng con người tu niệm Phật lên đó, thì trong đó phải để ý cho kỹ khi nghe. Phải nghe làm sao mà lấy tất cả những cái môn giảng của Hòa Thượng mà để đẩy lại cái chỗ niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì tu tịnh độ đây là tiêu chuẩn chánh hạnh nhất, là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải nhớ nghe. Và tất cả những cái phương tiện giảng khác là để cho đa dạng căn cơ nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ chính nhất là cái phương tiện để đẩy vào niệm Phật thôi.
Có nghĩa là gom lại, gom lại, gom lại, gom lại. Rồi bắt đầu là tới lúc điểm mà đẩy lên chỗ niệm Phật đi là quan trọng nhất. Thí dụ như nhiều người đang ngồi nghe, người ta muốn tu đa môn thì ngài nói à, thì còn trẻ, ba mấy 40 tuổi thì thôi, muốn tu môn gì đó thì tu, muốn tu môn gì đó thì tu. Rồi xong rồi đến khi mà năm mấy 60 tuổi rồi phải buông xuống hết nghe. Rồi phải chuyên niệm Phật để cầu sanh cực lạc nghe không. Rồi ngài nói xong rồi bắt đầu tiếp tục ngài giảng chút, cái đầu ngài mới nói lại. Ngài nói rằng nhưng thôi tu tùm lum hết trơn rồi lúc đó nó thành tu tạp, nên thôi chuyên đi, chuyên tịnh độ đi, rồi đến lúc 60 tuổi thì mới buông xuống vạn viên niệm Phật để cầu sanh cực lạc được. Phải để ý á. Nên khi mà nghe tịnh độ mà có thể hưng khởi được tịnh độ á, là ngay chỗ này nè, là mình phải lấy tất cả những câu mà mình nghe hòa thượng giảng á, hoặc là chư tổ dạy á, mình phải gom về cái chỗ là đẩy lên cái chỗ niệm Phật thôi. Tất cả những văn tự nghe kia chúng ta đừng có thu thập, đừng có muốn nhớ gì hết á, mà cứ biết rằng những văn tự này để đẩy lên cái chỗ niệm Phật để cầu sanh cực lạc thôi. Quý vị mà nghe được vậy thì tự nhiên quý vị sẽ được cái chỗ hành trì niệm Phật. Mà hành trì niệm Phật thì sanh ra trí tuệ. Mà khi có trí tuệ rồi thì nó sẽ có tri thức trong cái trí tuệ đầy đủ hết. Còn nếu như quý vị nghe mà gom góp tri thức để hiểu, để lấy tri thức để mà mình nói chuyện, hoặc là mình để mà khi ai nói cái gì bàn luận mà mình có thể hơn người ta đó, là toàn bộ là quý vị nghe ra tri thức. Và tri thức này nó sanh phiền não, nó thành sở di chướng, chướng cái sự tu hành mà không tiến tu được. Nên nghe làm sao mà quên tất cả những cái văn tự khi mình đang nghe, mà mình biết cái buổi giảng này là để thúc đẩy cái chỗ là tín nguyện trì danh để cầu sanh cực lạc. Đây là tiêu chuẩn chính nhất. Mà tất cả cái môn giảng tịnh độ đều là phải đẩy mạnh về cái chỗ niệm Phật để cầu sanh cực lạc là tiêu chuẩn chính nhất. Nên cái người mà khi nghe pháp tịnh độ cầu giảng sanh đó nghe, cái khả năng nghe pháp của họ cao lắm. Khi họ nghe một vị thầy này giảng pháp mà không có nói dính dáng gì chuyện giải thoát hết, xin thưa quý vị, nói 10 câu thôi là tức khắc người này tắt liền, không nghe, không mất thời gian, biết rồi. Vừa nghe ông giảng là biết ông rồi đó. À, còn cái người kia tuy là một cư sĩ giảng pháp thôi mà ta vừa nghe cái thôi là ta biết rồi, nghe. Tại vì người này có hành trì, từ cách nói, cách diễn đạt và chỗ chia sẻ là có nguồn gốc giải thoát. Nên và người ta thấy được cái phù hợp của nguồn gốc giải thoát của người này nói, mà tra qua kinh giáo thì đúng như là Phật dạy, đã nghe liền. Còn nghe qua mà thấy là nói dòng do gì cái việc thế gian gì đâu không à, nó không dính vào cái chuyện giải thoát gì chứ, thì tự nhiên tức khắc người ta không muốn nghe nữa. Nên cái người mà chuyên tu là cái góc độ sâu, vì họ có trí tuệ, họ nhìn nhận được rất sâu sắc, nên không có mất nhiều thời gian để đi tìm kiếm. Phải nhớ rằng chúng ta mà gặp được pháp môn tịnh độ này là quý vị gặp của báo rồi. Ăn tổ ngày nói câu gì nè, đã gặp của báo rồi, đi lên núi báo gặp của báo quý giá nhiều lắm. Vậy mà người này gặp của báo mà đi về tay không. Cũng như người nghèo mà gặp người ta mờ mâm cổ là mờ thức ăn ngon, vậy mà gặp thức ăn ngon run sợ không dám ăn. Đời này của chúng ta có thân người, mà đời này chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, vậy mà chúng ta để luống qua đời này mà không được giảng sanh thì giống như lên núi báo mà trở về tay không, như là Ấn Tổ dạy vậy đó. Vì suy nghĩ đi, cuộc đời lây quay cái qua một đời. Những đức Tết năm nay nó là 39 tuổi à. Nhớ hồi xưa bỏ nhà đi năm 18 tuổi, giờ 39 tuổi thì thấy cũng mau quá bộ. Nhớ trên Đà Lạt xuống đây lây quay mới đây hơn 5 năm, đi tu mới đây cũng chục năm. Nghe con số một chục năm cũng thấy dài, mà nó cũng đã một chục năm trong đạo. 10 năm nay đi tu không có về quê, mà đặc biệt là người miền quê của mình lên đây rất là đông.
Mỗi lần lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm ở miền quê, những đức đã lên đây khoảng có khi 200-300 người, 300-400 người. Những chiếc máy nghe pháp thì giải rộng ở dưới miền quê hết. Quý vị thấy rằng là mình ở một nơi mình lo tu, sức ảnh hưởng của nó rất là đặc sắc. Nên những đức thường phiên, những vị cư sĩ mình gặp được pháp môn tịnh độ này, cố gắng dụng công. Ở nơi nào dụng công ở nơi nấy. Ai có bát tịnh độ sao kệ người ta. Chúng ta cứ giữ câu Phật hiệu này mà niệm đi. Ai có nói rằng là không có thế giới cực lạc hay là sao sao gì kệ người ta. Chúng ta cứ giữ câu Phật hiệu này niệm đi. Bây giờ cái nghĩ đơn giản nhất của kẻ phàm phu chúng ta thôi. Chư Phật từ bi, nếu cái pháp môn tịnh độ mà không có, hoặc không có thế giới cực lạc, không có Đức Phật A Di Đà, như vậy thì chư Phật để cho chúng ta làm đường lạc lối sao? Trong khi chư Phật rất là từ bi. Dù là thời gian gần 3.000 năm nay Phật Pháp bao nhiêu sự thay đổi, chúng ta đọc trong lịch sử thì có khi Phật Pháp bị diệt vong, kinh giáo bị đốt hết. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, chư Phật Bồ Tát dẫn xuống thế để chú giải lại hết hoàn toàn. Vì thời gian giáo pháp Đức Thế Tôn tới 12.000 năm. Trong thời gian 12.000 năm, bây giờ gần 3.000 năm thì cũng còn 9.000 năm. 9.000 năm này giáo pháp sẽ có lúc thịnh lúc suy. Như lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, và chúng ta nên nhận thức thời đại, thì chúng ta thấy hiện tại tuy người học Phật rất nhiều, nhưng người mà để tiếp nhận Phật Pháp chân chánh để cầu giải thoát thì rất ít. Thì chúng ta biết rằng là lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng Phật Pháp hiện tại là thời điểm suy nhất, mà từ xưa đến nay chưa từng thấy Phật Pháp suy như hiện tại này. Còn chúng ta không hiểu thì chúng ta tưởng đâu nhiều người học Phật gì, tưởng đâu Phật Pháp đang thịnh, đúng không? Nhưng quý vị coi Phật Pháp đã trở thành hình thức rồi, phải không? Chúng ta coi Phật Pháp bây giờ trở thành hình thức, mà hình thức này để đổi giác qua phương hướng khác, chứ không phải là giải thoát nữa. Và có thể làm nhiều trò trong Phật Pháp để mà chi cầu về phương hướng khác hết rồi quý vị. Kinh giáo chỉ đọc chơi thôi, chứ không có người để mà tiếp nhận kinh giáo để hướng đến chỗ giải thoát nữa. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mới nói rằng là Phật Pháp trong thời điểm này là thời điểm suy nhất mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Vì không có người hành trì. Hòa Thượng Tịnh Không này còn nói thêm một câu rằng là thời điểm này dù Đức Thích Ca Mâu Ni có trở lại cõi này để mà cứu vãn thờ cuộc Phật Pháp này thì cũng không làm được. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng mà. Nhưng mà ngài nói một câu gì? Nhưng mỗi người học Phật chúng ta nên chân thật làm hết trách nhiệm mình. Nên làm hết trách nhiệm mình với bản thân học Phật của mình. Nên làm hết trách nhiệm. Như vậy thì chúng ta phải chân thật làm hết trách nhiệm, bổn phận của người học Phật chúng ta. Nên chân thật đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Nhớ, lúc mà suy nhất thì sẽ đến thời điểm thịnh nhất, gọi là thịnh suy. Suy nhất rồi đến thịnh nhất. Từ đây đến 9.000 năm nó sẽ trải qua thời gian gì đó. Nên chúng ta nên chân thật. Mỗi một người nếu hiểu được, biết được tịnh độ này là thù thắng, chúng ta nên nhìn nhận mình nè.
Mình là người nên hành trì chân thật mà niệm có Phật hiệu này đi. Nhớ, chân thật nên niệm có Phật hiệu này. Còn đem Phật Pháp giới thiệu hoàn toàn là tùy duyên. Có duyên thì đừng bao giờ bỏ, khi làm được mà mình tu được. Còn nếu trong việc làm đó làm được mà mình tu không được, như vậy thì chúng ta nên sắp xếp lại để làm sao mà chính mình phải tu được và hướng dẫn chúng sanh được, chỗ này mới nên làm. Nhớ nghe, những người mà trưởng đạo tràng rồi đó phải nhớ đó, dẫn người ta đi tu được, chỗ quan trọng nhất là mình tu được. Mình mà tu không được thì đạo tràng đó rã. Phải nhớ. Thí dụ như những đức ở đây mà giải đãi là toàn thể đạo tràng này giải đãi hết đó quý vị. Thôi cho quý vị biết đây là cái chỗ ảnh hưởng của người trên á, nên trưởng ban đạo tràng á, là phải siêng năng tu. Mình mà siêng năng tu rồi, cái tâm mình nó an lạc, nó vui lắm. Khi nó an lạc, nó vui rồi thì tất cả những người dưới tay mình ai cũng nhìn theo chỗ đó mà học. Một lời nói mình nó nặng ngàn cân. Giống như người làm cha làm mẹ trong nhà, mà nếu mà hoan hỷ, vui vẻ, có tư tưởng giáo dục rồi thì con trong gia đình, vợ trong gia đình đều là vui và an lạc hết thôi. Còn nếu như người làm cha mà sân si, câu có, khó chịu, cọc cằn, tự nhiên ổng đi đâu một cái là gia đình ô mừng quá, hôm nay ổng đi à. Ông đi à. Mà tự nhiên ta đang vui, tự nhiên ta vừa gặp mình, mở cửa vào nhà cái là vừa gặp mình cái tự nhiên gia đình lạnh ngắt hết vậy đó. Im gu không ai dám nói, gu hết trơn vậy đó. Đó, vậy là thất bại nghe không? Thất bại. Nên làm sao mà cái từ trường mình mà đến với ai thấy nó nhẹ nhàng. Chứ mình đừng có nghĩ rằng bây giờ mình là cấp trên, mình là người cao, mình phải là ra dễ thì sao mà nó ghê ghê một chút. Thôi mệt quá, ra dễ này nó cũng nặng nề lắm. Nên những đức mỗi ngày khi nấu ăn xong rồi đi qua cái lớp đệ tử quy á, cái lớp mà phái đoàn hồi tối ngủ, những đức nấu ăn xong qua bên đó ngồi niệm Phật, ngồi dưới gạch á, ngồi xong rồi chút mỏi lưng nằm nghiêu ngao nằm. Có khi đang nằm vậy á, chùa có nuôi mấy con chó nhỏ nhỏ, thì mấy con chó nó chạy vô nó chơi những đức, khi chạy lại liếm chân liếm tay mình. Chứ nếu như mà nó chạy lại liếm tay liếm chân mình mà mình lấy tay mình quýnh bóp đi chỗ khác mày, là từ đó tới sau đố mà con chó này nó dám đến nó liếm tay liếm chân quý vị. Tại vì nó liếm tay liếm chân là nó thương mình, nó quý mình, vì mình thương nó mới thương mình chứ. Quý vị thử quý vị nuôi con vật cưng mà quý vị đánh nó một cái đi là nó vừa gặp quý vị là nó sụ đuôi xuống, nó tránh đi chỗ khác liền. Con vật mà nó còn có cái cảm giác vậy đó, không chi chúng ta sống với con người mà chúng ta ra dẻ chi cho nó nặng mình. Mình đừng có nói rằng là mình phải ra dẻ, gương mặt mình phải ngầu để cho người ta gặp mình, để người ta sợ mình. Sợ làm chi ạ? Người ta sợ mình trước mặt mà người ta chọt mình sau lưng cũng bằng không thôi. Thôi, sống bình thường nhất là hay nhất à. Nghĩa là ai cười chơi kệ, ai xem thường mình kệ, tôi sống vui là thấy đặc biệt à. Cái đặc sắc của tôi là mỗi ngày sống vui. Vậy mà có những việc gì quan trọng là tôi đứng ra tôi xử lý, giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà mỗi ngày ai xem thường thì kệ, nhưng mà tôi mỗi ngày ha ha chứ không có hù hù. Đặc biệt rồi à, chứ ra dễ thì chi cho nó mệt nha. Nên quý vị ngồi mà đau chân thẳng chân ra quý vị. Hồi sáng khi những đức nói chuyện xong rồi niệm Phật đứng ra, thấy có cái anh ngồi, ngồi lâu đau chân chứ. Hồi đó có một lần những đức ngồi á, nói chuyện quý vị, lúc trước á, đầu tiên là nói chuyện ngồi dưới gạch không à. Tính ra ngồi cũng hơn 3 năm ngồi dưới gạch nói chuyện với Phật tử thôi. Rồi xong rồi từ từ nó mới bò lên từ từ, không dám đứng mà bò. Mày biết rồi đó. Bò lên từ từ lên ghế, thấy không? Bò lên cho nó chắc ăn, lỡ nó có chợt thì đứng lên cho nó nhẹ vì. Đứng lên bậy bạ nó té hay sao? Tự nó bò lên từ từ. Nhưng mà thời gian mấy năm chờ ngồi dưới gạch mỗi buổi sáng nói chuyện. Lúc đó không có quay phim. Ngồi dưới gạch thì có lần nhớ hoài luôn quý vị. Đúng là con người mình tu nó có cái ngã trong tâm lớn lắm nha. Ngồi dưới gạch xong cái chân nó bị
cứng ngắc, là nó đứng lên mà sao giống như là nó không có xương vậy, nó sụp xuống kỳ cục lắm. Vậy đó mà trong lòng mình, lúc đó trong lòng mình nói nè, ôi người ta ngồi xong người ta đứng lên ta đi ngon lành, mình hướng dẫn người ta mà mình ngồi xong rồi bây giờ mình đứng lên đứng không được. Lúc đó bắt đầu là cái tâm mình nó nổi cái ngã lên lớn đó quý vị, bắt đầu là nó đứng lên mày, trời đi mà dấp, đứng lên dấp, chuột 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 mấy cái chân nó sập xuống mấy cái vậy, đứng lên đi. Cuối cùng gán gượng đi về tới bên phòng cái quỵ tại chỗ luôn, rồi cái chân bị chặt luôn quý vị. Xong á, khi chặt chân xong á, nằm trong phòng niệm Phật mới ngồi suy nghĩ, trời sao cái ngã mà nó lớn dữ vậy trời. Thì lúc đó cái chân nó đau thì mình ngồi xuống đi, ai đi kể người ta, người ta đi về tới phòng trước thì về trước, còn mình đi về tới phòng sau thì về sau, mà nó chắc ăn vẫn là ngon hơn. Nhưng mà nghĩ mình hướng dẫn người ta, bây giờ cái chân vậy gán đứng lên, còn không đứng lên thì mắc cỡ quá. Từ cái mắc cỡ mà cuối cùng chặt chân, nằm trong phòng thời gian luôn. Nên quý vị thấy rằng chúng ta tu hành làm sao mà thoải mái nhất, chân đau thẳng chân ra. Không lẽ Phật nói sao con nghe Pháp mà thẳng chân kỳ cục quý con, không có tâm cung kính chút nào hết trơn. Chắc lúc đó chúng ta cũng phải trả lời lại một câu, Phật ơi bây giờ con thì cũng muốn cung kính lắm, nhưng mà bây giờ cái chân đau quá, ẹo tới ẹo lui hoài sao được đấy Phật. Thôi Phật cho con thẳng chân ra một chút cho con thoải mái, con chú tâm con nghe vẫn là cung kính hơn mà đang nghe mà không nghe được cái gì, mà cái chân nó cứ đau rồi trong lòng cứ là ông thầy nói hoài đau chân quá. Nghĩ đi, cái này là cung kính hay là cái thẳng chân ra mà nghe dễ? Cung kính. Điểm chính là nghe Pháp để mà tiếp nhận, nghe được là cung kính. Còn nếu mà nghĩ về cái chân đau thôi á thì không có cung kính. Vậy thì thôi thẳng chân ra để cái chân đừng có đau nữa, để nghe được. Vậy thì chắc chắn rằng thẳng chân ra thoải mái mà nghe gọi là cung kính. Đó. Nó thật sự mà nói thì căn cơ mình giờ thì nó kém rồi. Ngày xưa người ta tu thiền, người ta ngồi, người ta vô định, người ta ngồi bao nhiêu lâu người ta cũng ngồi được đúng không? Mình bây giờ niệm Phật nửa tiếng thôi là đau chân rồi. Những đức đây nè, gán cố gắng tụng kinh chắp tay gì nè. Chắp tay thì ngon lắm, khi máy quay phim mà quay ngay mình làm bộ xạo sự lắm. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên quay mấy phút vậy đó, rồi bắt đầu là cái gì? Ở chút máy quay phim nó quay lại bắt đầu. Máy quay phim quay mà phải thẳng lưng lên chứ. Nên quý vị ta thấy lúc nào mà quay tới những đức mà coi được được là do lúc đó những đức xạo sự á. Thẳng lưng lên, máy quay phim vừa quay qua cái là nhận đức à. Thì thấy không, mình thấy cái tâm phòng vô mình chưa đó, thì mình biết mình quá tệ rồi đúng không? Mà dở như vậy rồi thì còn cái pháp nào cứu mình? Dở như vậy rồi thì còn cái pháp nào cứu mình? Cái pháp tự lực á thì phải năng lực mình mà bơ. Thí dụ như qua sông là phải tự bơ qua bên bờ kia đó, qua biển là phải vượt biển á, mà vượt biển không có thuyền nghe không. Tự lực là vượt biển có thiền á, phải nhớ. Nhảy cao là phải tự nhảy chứ không có dùng phương tiện á, cái đó là tự lực phải không. Mà bây giờ quý vị coi, chúng ta ngồi tụng kinh chưa được tiếng thôi mà sụp mí rồi, tay chân thì quẹo hết rồi, mới vô thì chắp tay ngay ngay gì, chắp một chút rồi tụng chút xíu bắt đầu là thì quý vị nghĩ làm sao mà tự lực nổi. Nên Đức Phật vô cùng từ bi, ngài mới nói lên một câu rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đức Phật đến thế gian này muốn giúp cho chúng sanh trong thờ mạt Pháp mà có người được đắc độ giải thoát. Về thế giới cực lạc là đắc độ giải thoát đó. Thì Đức Phật á chỉ bài pháp môn tịnh độ này. Nếu như chúng sanh trong thờ mạt Pháp mà không được nghe pháp môn tịnh độ thì Ấn Tổ ngài nói rằng là hạng phàm phu của chúng ta đều là lẩm chẩm hết toàn bộ trong biển nghiệp, không có một người nào tu hành thờ mạt Pháp này
mà được đắc độ hết. Nghe rõ chưa? Nên Đức Phật mới nói trong kinh Đại Tập rằng: thờ mạt pháp ức ức người tu hành, không có một người được thành tựu, duy chỉ có những người tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc thì mới được thành tựu. Chúng ta được quyền tán thán tịnh độ. Pháp của Đức Thế Tôn thì 84,000 pháp môn, pháp nào cũng pháp giải thoát hết đấy. Nhưng những viên thuốc khác tịnh độ nó không có thể dùng được, không trị nổi cái bệnh của chúng ta trong thờ mạt pháp này. Nên Đức Thế Tôn mới đưa viên thuốc A Già Đà để trị bệnh dùm cho chúng ta đó. Tự lực làm không được thì phải nương vào tha lực thôi. Nương vào tha lực á, thì chúng ta lại nói rằng mình là bậc trượng phu mà. Phải cố gắng tu hành chứ làm gì mà như đàn bà con nít yếu đuối, cái gì cũng nương vào tha lực. Kệ, tôi yếu đuối thì cho nó yếu đuối phức rồi đi. Miễn về thế giới cực lạc làm Phật thôi thì được rồi. Mình biết mình đi. Chứ đừng có học đòi cao xa mà không được cái gì. Nên nhớ, những đoạn văn này giải rất là hay. Nương tự lực hay nương Phật lực, những đoạn văn này hay lắm nè quý vị. Học thiền mặc sở dĩ khó thành tựu là do nương tựa ở sức mình. Điều đó chỉ có căn cơ bậc thượng mới có thể thành tựu. Nguyên nhân niệm Phật dễ thành tựu là biết nương vào sức Phật. Đức Phật A Di Đà có đại từ đại bi, hãy nương vào bổn nguyện tiếp dẫn chúng sinh của Ngài. Đã nương vào sự gia hộ của Phật, các bậc thượng trung hạ căn đều được nhiếp thọ. Các ngang sinh tử hèn hạ, một đời thành tựu vượt phàm vào thánh. Vì thế kinh Đại Tập nói: thờ mạt pháp hàng vạn người tu hành, ít có một người thành đạo, duy chỉ nương niệm Phật được thoát khỏi luân hồi. Chúng ta học tập có dẫn chứng kinh giáo, lời chư tổ, vị nghe yên tâm đi. Nên một câu Phật hiệu niệm không phải không hiểu đâu. Người không hiểu sao chịu niệm Phật? Vị suy nghĩ đi. Cái người không hiểu mà chịu bỏ ra 10 năm để mà làm chuyện không hiểu hả? Có ai dạy gì làm chuyện không hiểu bỏ ra 10 năm không? Phải biết rằng cái người mà chịu kiên trì niệm một câu Phật hiệu này á, thí dụ như á, Hòa Thượng Hải Hiền á, quý vị nói ông nghe lời thầy dạy một câu Phật hiệu, ông niệm 92 năm. Cái khả năng của Hòa Thượng Hải Hiền là ngay chỗ này nè. Sự cung kính đối với thầy, sự nhìn nhận thầy của mình là bậc cao tăng đại đức, lời nói của thầy dạy là chắc chắn là điều tốt, là đúng. Mình thì không đủ năng lực như thầy. Hòa Thượng Truyền Giới, thầy của Hòa Thượng Hải Hiền, là một bậc tu hành rất là đặc biệt, rất là giỏi về cái môn niệm Phật. Vậy Hòa Thượng Hải Hiền niệm một câu Phật hiệu mà ông chịu niệm 92 năm là do ông nhìn nhận được thầy ông là bậc trí tuệ thật sự. Ông đã nhìn nhận được và ông biết ông không bằng thầy. Từ nơi đó mình đã không bằng người ta. Như vậy thì chỉ có cách là mình phải nghe lời chân thật mà làm. Chỉ có như vậy thôi mà Hòa Thượng Hải Hiền nghe lời y giáo phụng hành, niệm 92 năm niệm câu Phật hiệu này. Nhưng ông niệm chừng 10 năm thôi là tự nhiên ông sẽ biết được câu Phật hiệu này, cái giá trị niệm câu Phật hiệu này và văn tự bên trong của câu Phật hiệu này. Ông đã biết hết rồi. Khi nghe kinh giáo ai đọc cho ông nghe thì ông đã hiểu rồi. Tại vì ông niệm 10 năm là ông sẽ hiểu được nghĩa lý của kinh giáo.
Khi hiểu rồi thì lúc đó ông lại tiếp tục là không có coi kinh giáo làm chi, mà lại tiếp tục là con đường này đã đi đặc biệt rồi thì đi chứ đi, đi rẽ đường chi. Đã là niệm được 10 năm là đặc biệt rồi, tự nhiên đi rẽ đường chi, tiếp tục mà niệm Phật nữa. Càng niệm Phật thì càng thâm nhập vào kinh giáo, nhưng vẫn là giữ cái mức bình thường. Một câu Phật hiệu mà niệm nữa, để làm chi? Làm gương cho chúng sanh đời sau tiếp tục mà niệm Phật. Vì giáo pháp của Đức Thế Tôn điểm chính là tịnh độ, mà càng về sau tịnh độ càng phù hợp với mỗi căn cơ, càng về sau thì càng phù hợp với căn cơ người niệm Phật. Nên biểu diễn là một câu Phật hiệu niệm 92 năm, nhưng 92 năm niệm câu Phật hiệu đó, khi thành tựu rồi ai biết đến đây, thì nhất định phải có vị cao tăng nổi danh khắp nơi trên thế giới, đó là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng là một vị tu hành nhất định có sở chứng, đã nhìn ra được Hòa Thượng Ải Hiền này là người đặc sắc. Nên khi Hòa Thượng Ải Hiền mất đi thì Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng chắc chắn Hòa Thượng Ải Hiền sẽ để là toàn thân xá lợi, có nghĩa là chư Phật Bồ Tát diễn trình để cho chúng ta nhìn thấy để tin tịnh độ. Thì quý vị biết rằng Hòa Thượng Ải Hiền sau này để là toàn thân xá lợi, và công phu của Hòa Thượng Ải Hiền là được Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán. Hôm nay khắp nơi trên thế giới đều biết được danh tiếng của Hòa Thượng Ải Hiền. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng tôi đề cử Đại Lão Hòa Thượng Ải Hiền là vị tổ sư thứ 14 của Tịnh Độ Tông, có ai phản đối hay không? Quý vị nghĩ. Đức hạnh của Hòa Thượng Tịnh Không mà đề cử là Hòa Thượng Ải Hiền là vị tổ sư thứ 14 của Tịnh Độ Tông. Và Ngài còn nói một câu rằng thời của Lục Tổ Huệ Năng thì trước đó không có Lục Tổ Huệ Năng, sau đó không có Lục Tổ Huệ Năng nữa. Tới vị tổ sư thứ 14 của Tịnh Độ Tông này thì trước đó không có vị tổ sư nào mà niệm một câu Phật hiệu 92 năm, mà sau này cũng không tìm ra một vị tổ sư nào mà niệm một câu Phật hiệu 92 năm. Ngài còn nói rằng sở chứng của Hòa Thượng Hải Hiền, nếu mà nói với sở chứng của Lục Tổ Huệ Năng thì là ngang nhau. Sở chứng của Lục Tổ Huệ Năng nếu nói về sở chứng của Đức Thích Ca Mâu Ni là ngang nhau. Như vậy thì một câu Phật hiệu này là thuyền, là mặt, là tịnh độ đều là ba mà một. Nếu chịu thâm nhập một môn mà thông thì tất cả pháp khác đều thông. Nhưng chúng ta thấy rằng là mình là các pháp khác vô không được, nên chúng ta chọn một câu Phật hiệu này để tịnh hóa tâm mình. Quý vị suy nghĩ thì tâm mình loạn cỡ nào. Mỗi ngày niệm Phật chúng ta chỉ cần mà cái miệng này buông câu Phật hiệu ra là có chuyện liền. Thí dụ như bây giờ ngồi trên xe đó, vô chánh điện này không dám nói chuyện nè, niệm Phật ngon lành nè, vậy mà ăn cơm xong mà lên xe một cái đi. Lúc mà xách đồ lên xe đi rồi quý vị bình tĩnh, quý vị ngồi, quý vị nhìn, quý vị biết câu Phật hiệu lúc đó mất tiêu rồi. Có khi cái ghế này bà ngồi lộn mà bà ơi, bà cái ghế này tôi ngồi mà bà, xuống dưới đi bà ơi, ghế này của tôi. Hoặc là cái giỏ này của tôi sao bà xách lộn rồi. Xách lộn giỏ tôi rồi. Lúc đó là quý vị biết nội mà thời gian mà sắp xếp xe ổn định để mà đi thôi là cái thời gian mà tu một thờ ở đây là mất tiêu ở đâu à? Nó mất tiêu à? Nó từ nơi đó quý vị thấy phòng vô chúng ta chưa? Nhưng mà khi chúng ta đặc biệt là do gì chúng ta cũng thích niệm Phật, nên lên xe nó an định tâm lại, bắt đầu là ngồi xuống một cái bắt đầu là ai gì đào Phật, ai gì đào Phật, ai gì đào Phật, ai gì đào Phật. Nó an định tâm lại, nó mới có cái cảm giác đúng là một ngày nay công nhận đi tu công nhận an lạc thiệt nha. Tôi công nhận vui thiệt nghe, an lạc thiệt nghe. Nó có cảm giác là nhờ sao vậy biết không? Nhờ chúng ta niệm Phật mà nó mới có nhận thức được cái cảm giác này đó. Nó có nghĩa là tâm phàm phu mình chỉ cần mà nó dao động tâm vì cái cảnh duyên gì cái thôi là tự nhiên nó bỏ con Phật hiệu liền à. À, niệm Phật là niệm Phật vậy đó, chứ mà nghe chuyện gia đình cái gì một cái là bắt đầu là hú hồn lên hết trơn vậy đó. Lăn xăng lên hết trơn vậy đó. Quý vị coi, có nhiều người niệm Phật chúng ta, cái người niệm Phật á mà có công phu á,
là khi mình nghe việc gia đình mình, người bệnh, người đau, người mắc là mình rất bình tĩnh. Phật đã dạy mà đến thế gian này sanh lão bệnh tử đây là chuyện bình thường thôi. Mỗi một người ai cũng phải chịu hết trơn á. Vậy mà bây giờ mình là người tu rồi mà vậy mà mình nghe gia đình mình có chuyện bệnh đau hay có chuyện chết chóc gì, chúng ta cuống cuồng cái tâm lên hết, lăn xăng, chụp cái này buông xuống, chụp cái kia buông xuống. Mấy người xung quanh hỏi sao mà kỳ, sao kỳ, nó bây giờ tôi hết biết cái gì hết trơn rồi, phụ giúp giùm tôi đi. Đây là cái chỗ thất bại rồi, thấy chưa? Chúng ta đúng là mình là người tu phải bình tĩnh. Khi mà gia đình có chuyện gì mình phải bình tĩnh, mình mới giải quyết vấn đề cho gia đình chứ. Còn nếu như mình lăn xăng vậy là mình tiêu rồi. Biết mình tu công phu cao cỡ nào rồi đó. Nên phải cảnh giác cái sự tu tập của mình. Câu Phật hiệu này nó mới tịnh hóa tâm mình. Còn nếu như buông câu Phật hiệu này ra không còn cách nào nữa chứ nha. Thí dụ như cái lúc lo âu sợ hãi mà muốn bình tĩnh lại tâm, chỉ có cách là A-di-đà-phật hoặc là Nam-mô-a-di-đà-phật, chỉ có vậy thôi à. Nên câu Phật hiệu này mỗi ngày mà cả ngày mà siêng năng niệm, niệm từ từ rồi nó lọc hết những cái tạp loạn tâm ra. Mà không phải mà ở cái cõi này mà nó không vọng tưởng đâu. Nhưng mà quý vị biết rằng cái vọng tưởng nó đến nó không có thu phục được quý vị. Khi niệm câu Phật hiệu này lâu rồi, cái vọng tưởng đến nó không có thu phục được cái tâm quý vị được. Mà câu Phật hiệu nó thu phục vọng tưởng. Mà không cần dùng câu Phật hiệu thu phục đâu. Mà tự câu Phật hiệu này khi niệm quen rồi đó, vọng tưởng đến giống như là quý vị biết rằng câu Phật hiệu nó có một cái màn bao xung quanh mình vậy đó. Vọng tưởng vừa mới đến chúng ta thấy vọng tưởng đến rõ ràng luôn, nhưng mà xuyên vào tâm thì xuyên được. Xuyên vào tâm xuyên được vì trong tâm chúng ta có câu Phật hiệu nó như cái màn bao lại hết rồi. Câu Phật hiệu xuyên vào không được. Nên câu Phật hiệu này niệm lâu là nó có một cái tác dụng đặc sắc lắm. Chuyển sự sợ hãi lo âu rất là nhanh, rất bình tĩnh tâm. Khi bình tĩnh tâm rồi, phước báo nhân duyên từ đó mà sanh rất là mau. Nhớ, con người mà thường lo âu sợ hãi, thường bất an là người này khó thế nào tìm ra được sự an lạc của nội tâm lắm. Nên muốn có được sự an lạc của nội tâm thì sao? Là câu Phật hiệu này phải thường nắm cho chắc. Nắm cho chắc để mà niệm. Quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp không? Đều là đặt tiêu chuẩn của một câu Phật hiệu làm chính luôn. Buổi sáng thì bữa nào cũng học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngày Chủ Nhật thì việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có nghĩa là lấy những cái tiêu chuẩn quan trọng nhất về cái chỗ phiên niệm Phật. Đây là chỗ chính xác nhất để mà mình tu quý vị. Cách hành trì của người học Phật đều tối quan trọng trong cách hành trì của người học Phật là cần phải thâm nhập một môn, thành thật chấp trì thánh hiệu A Di Đà Phật, dù cho biển động núi tan hoặc trải qua thời gian lâu dài, tuyệt không hề thay đổi. Đó, giữ được tâm này không? Chúng ta giữ được tâm này gọi là tín nguyện đó. Nên pháp môn niệm Phật này có hai hạng căn cơ mà tuyệt đối không bao giờ bỏ câu Phật hiệu. Có hai hạng căn cơ. Một hạng căn cơ mà chúng ta tra qua lời dạy của chư tổ là ngài Ngẫu Ích Đại Sư, là vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Ngẫu Ích Đại Sư, ngài là vị tu thiền gọi là đạt đại ngộ, nhưng mà chưa triệt ngộ. Phải nhớ, mà triệt ngộ ở thế gian này cũng quay niệm Phật luôn nữa. Khi ngài Ngẫu Ích Đại Sư ngài bị bệnh đó quý vị, thì ngài không có giải quyết được vấn đề sanh tử. Cuối cùng thì quý vị biết rằng là ngài đọc sách của Liên Trì Đại Sư. Khi đọc sách của Liên Trì Đại Sư rồi thì lúc đó ngài phát tâm ngài niệm Phật. Chúng ta phải công nhận rằng đây là bậc thượng căn. Ngẫu Ích Đại Sư là bậc thượng căn. Vì tu thiền mà đạt đại ngộ thì là bậc thượng căn. Nhưng mà khi đọc sách của Liên Trì Đại Sư thì lúc đó ngài phát tâm ngài niệm Phật, ngài nói một đoạn văn rằng là lúc đó dù là một vạn con trâu kéo ngài kéo không nổi ngài nữa. Cái tâm niệm Phật ngài đạt tiêu chuẩn vậy đó. Gọi là bậc thượng căn niệm Phật, hiểu rồi. Nghĩa là thông kinh giáo hết rồi, quay đầu niệm Phật là không bao giờ ai dao động được tâm. Đây là bậc thượng căn.
Còn hạng thứ hai là hạ căn như Dương Đầu Ngốc. Ngốc nghếch không biết văn tự gì, cũng không học được văn tự gì hết. Như vậy thì dạy cho niệm một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu còn muốn quên không chi đọc văn tự gì. Từ nơi đó mà được cái duyên chỉ có một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì bậc hạ căn không bị loạn tâm, không có nhiều phương hướng. Từ nơi đó mà không bỏ câu Phật hiệu, nên thành tựu là bậc thượng căn, kế đó là bậc hạ căn. Còn chúng ta là nằm vào hạng người nào? Lừng chừng ở chứng giữa. Muốn học đòi mà cũng không thông, không thông thì thành tạp. Đó, muốn học đòi mà không thông, không thông thì thành tạp. Đọc nhiều mà không hiểu, không hiểu mà nói nhiều. Từ nơi đó tạp tu. Chúng ta là hạng chứng giữa, lừng chừng. Dối không tới bậc thượng căn, dối cũng không tới bậc hạ căn, mà chúng ta là cái dạng chứng giữa không có gốc rễ, nên khó thành tựu vô cùng vì bậc lừng chừng của chúng ta. Bây giờ nếu quy về cái chỗ thượng căn thì chúng ta không đeo nổi, nhưng nếu bây giờ chúng ta mà cắt gọt cái lừng chừng mà chúng ta lọt thẳng vào cái bậc hạ mà để chí thành một câu Phật hiệu mà niệm, như vậy thì tương lai chúng ta có thể được thành tựu. Bây giờ quy về câu Phật hiệu thôi, chúng ta cứ cho mình là bậc hạ căn đi. Đọc nhiều, hiểu nhiều, bao nhiêu năm nay cũng không làm được bao nhiêu. Mà Hòa Thượng Tịnh Không này nói là mất thời gian, trong khi Hòa Thượng Hải Hiền dành hết thời gian niệm Phật thành tựu vậy. Còn chúng ta thì học Phật mười mấy năm, hai chục năm không được cái gì chứ. Có nghĩa là mất thời gian của chúng ta. Nên tôi không muốn quý vị mất thời gian, nên phiên quý vị một câu Phật hiệu là quan trọng nhất. Hòa Thượng Tịnh Không này nói vậy đó. Thì bây giờ chúng ta coi coi, có những người ngồi trong đây chúng ta học Phật mười mấy năm rồi, có khi chúng ta bây giờ thấy mình giống như ngã ba ngã tư đường, không biết chọn cái đường nào là chính nhất nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta mà nghe tịnh độ rồi, chúng ta một phương hướng đi. Cũng như những đức á, tuy là kẻ ngốc nhưng mà cũng được cái duyên hướng dẫn người, quý vị. Lạ ghê á, ngốc mà có duyên hướng dẫn người, ngộ thiệt. Tại sao kẻ ngốc mà có duyên hướng dẫn người? Là nhờ niệm Phật. Có nghĩa là người này rất là ngốc, nhưng mà giờ người này niệm Phật mà câu Phật hiệu á, trong câu Phật hiệu là cái quả giác của Đức Phật A Di Đà tu không phải là dừng lại của ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật A Di Đà tu không phải dừng lại của cái lúc ba đại A Tăng kỳ kiếp như các vị Phật khác, mà Đức Phật A Di Đà còn vượt qua mặt của ba đại A Tăng kỳ kiếp để phát cái nguyện để độ tất cả những chúng sanh trong thời mạt pháp mà không có khả năng được giải thoát. Mà Đức Phật A Di Đà phát lên cái nguyện là chúng sanh ở mười phương pháp giới nghe danh hiệu của ta mà tiếp nhận chịu niệm danh hiệu của ta là A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới của ta, thì tất cả chúng sanh đó sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Từ nơi đó mà Đức Phật A Di Đà không phải dừng lại của ba đại A Tăng kỳ kiếp, chư Phật mười phương đều dừng lại của ba đại A Tăng kỳ kiếp, nên không có phát cái nguyện như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phải vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp để phát lên cái nguyện độ chúng sanh của mười phương khắp pháp giới. Từ nơi cái cảnh giới này mà mười phương chư Phật mới tán thán Đức Phật A Di Đà là hạnh nguyện rộng lớn, hạnh nguyện vua của các hạnh nguyện. Nên trong câu A Di Đà Phật này có cái quả giác tu thành tựu của Đức Phật A Di Đà mà để lại cho chúng ta. Giống như cha mẹ tạo sự nghiệp để lại sự nghiệp cho con, mà muốn dạy cho đứa con này biết rằng là sự nghiệp này cha mẹ làm rất cực. Con có được sự nghiệp này, con phải biết tin dùng và sử dụng sự nghiệp này như thế nào cho đúng đắn để con có được sự nghiệp này, nghe con. Chứ không phải là Đức Phật A Di Đà để lại sự nghiệp cho con mà Đức Phật A Di Đà không dạy, không phải. Mà Đức Phật A Di Đà dạy mình là phải phát nguyện và phải tin và phải chịu niệm và phải cầu sanh. Như vậy thì sự nghiệp của cha để lại con sẽ tiếp nhận hoàn toàn. Sự nghiệp của cha để lại cho con là câu A Di Đà Phật. Và cha đã tạo thành một cái quốc độ đặc sắc vô cùng, con chỉ cần muốn về và chịu về thì nhất định cha sẽ đến tiếp dẫn. Quý vị suy nghĩ rằng là chúng ta ở cái cõi này, chúng ta di dân qua một đất nước nào đó thì làm giấy này kia đồ cho phù hợp hết. Chúng ta qua đất nước đó, có cái vị lãnh đạo nào của đất nước đó mà đi đón chúng ta không? Không có nghe.
Vậy mà thế giới cực lạc á, mà chúng ta cầu sanh về đó, khi mà thọ mạng đến thì ai đến đón? Đức Phật A Di Đà không để cho Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí đi, mà chính Ngài lãnh đạo Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng. Ngài phải đích thân đi tiếp dẫn cái người niệm Phật này về cực lạc. Chị thấy công nhận không? Có nghĩa là quá ưu ái, quá ưu ái cái người niệm Phật rồi. Quý vị ngồi, quý vị nhìn lên, quý vị thấy Phật A Di Đà Ngài đứng chưa? Mình thì ngồi mà Ngài đứng đó. Quý vị thấy Ngài từ bi chưa? Ngài đứng là vì sao Ngài đứng? Đứng để trông chờ, trông chờ những đứa con lãng tử tha phương chừng nào mới chịu quay về cố hương để mà sum họp. Đứng chờ đó. Nên một chúng sanh mà chịu niệm một câu A với Đạo Phật, một người này là lãng tử, nghe đến Phật Pháp là phỉ báng. Vậy mà đến một nhân viên mà người này nghe câu Phật hiệu mà miệng người này vừa phát lên niệm A Di Đà Phật, vừa niệm A Di Đà Phật một câu thôi, vậy đó mà chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Chư Phật mười phương đều tán thán rằng con người này là người hư hỏng lãng tử, nhưng mà niệm câu Phật hiệu này không phải đơn giản, vì người này đã được sự giáo hóa của chư Phật trong nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mới đủ duyên mà người này có thể niệm một câu A Di Đà Phật này. Chúng ta nói làm gì mà ghê gớm với chàng? Không đơn giản đâu quý vị à. Dù biết rằng những người học Phật chúng ta vẫn còn những người hư, dù là nghe niệm Phật, nghe Phật Pháp, nghe tịnh độ, niệm Phật, nhưng chúng ta vẫn còn hư. Nhưng hư đây không ăn thua gì. Vì sao? Vì đây là tạp tâm của nhiều đời nhiều kiếp, nó chữ sẵn trong tâm này hết, mà chúng ta đang còn ở cái cảnh động, cảnh loạn này, nên từ nơi cảnh ngoài nó loạn nên tâm nó phù hợp để mà phát ra. Nhưng nếu như chúng ta mà chí thành một câu Phật hiệu này để tịnh hóa tâm mình, tịnh hóa tâm mình không còn cách nào bằng cách là niệm A Di Đà Phật. Nên quý vị nhớ là đừng bao giờ xem thường một người tu dở. Thí dụ như vua A Xà Thế tạo nghiệp nặng như vậy, nhưng mà khi ông quay đầu thì ông quay đầu 180 độ, còn dữ dằn hơn cái người tu giỏi nữa đó. Ông quay đầu với cái tâm sám hối của ông. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết nói rằng khi quay đầu sám hối niệm Phật rồi đó, giảng sanh đó, thượng phẩm chung sanh. Vậy thì bây giờ chúng ta ngồi trong đây có những người mang nghiệp phá thai nữa, rồi có người cũng bất hiếu với cha mẹ nữa. Vì sao mà bây giờ mình nói chuyện Phật Pháp mình ưa nói những người hư này mà quay đầu? Thật sự mà nói, người tốt quay đầu thì nói làm chi nữa? Người mà đã có thiện căn quay đầu thì nói làm chi nữa? Không nói họ cũng quay đầu nữa. Bây giờ chúng ta nói về cái người hư quay đầu nè, cái người mà cướp giật quay đầu nè, cái người mà lấy vợ lấy chồng người ta quay đầu nè, nó cái người mà làm điều tồi bại quay đầu nè. Vì sao biết không? Chúng ta coi coi xã hội mình bây giờ, người hư và người không hư, người nào nhiều? Hư nhiều. Người trì giới và người phá giới, người nào nhiều? Phá giới nhiều. Người tu đạo thật và người tu đạo giả, người nào nhiều? Tu đạo giả nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta nói về phần người hư mà quay đầu để niệm Phật cầu sanh cực lạc cũng được cô. Vậy thì những người này vừa nghe đến thì tức khắc cái lời nói và câu Phật hiệu này nó xuyên thẳng vào cái tâm của họ. Tự nhiên họ tỉnh giấc, bắt đầu họ quay đầu họ niệm Phật. Giống như là Pháp Sư Quánh Kha là một vị tỳ kheo phá giới trong chùa. Vậy mà đến lúc tỉnh rồi quay đầu niệm Phật, niệm Phật cũng được giảng sạch. Nên mới nói là đại pháp thù thắng, thu nhiếp thượng thánh hạ phàm. Thì thấy
Nên chúng ta giảng pháp mà thường nói những cái người mà hư quay đầu. Vì sao? Vì mình hư nhiều quá, cả những đức cũng hư nữa mà kêu không cho cơ hội quay đầu, sao những đức quay? Trời ơi, chính mình khuyên người ta tu hành đồ vậy đó mà có khi mình cũng hư nữa. Nên tôi mới nói rằng là phàm tăng vì chưa chứng quả. Vì suy nghĩ đi, vậy mà phàm tăng này nói cũng có người nghe nữa. Vì sao? Vì họ nghe một số câu được được. Những đứa cũng khôn lắm quý vị. Nắm được cái tư tưởng con người. Chỉ ngay chỗ này thôi à. Những đức á, thấy bây giờ nhiều người á, người ta dùng hình thức lắm, thì những đức gạt hết hình thức để đánh mạnh vào người ta, để mà lướt qua mặt người ta là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những đức biết á, bây giờ nhiều người nói chuyện rất khéo, người ta dễ tin, thì những đức nói những đức rất hư để người ta tin. Thấy không? Có cái lạ không? Chứ thật sự thì trong cái nói đó là những đức có ý của mình, nên những đức là phàm tăng. Nếu hoàn toàn không có ý của mình mà từ chân tâm lưu sức thì những đức có tu hành. Nhưng hiện tại những đức vẫn có cái ý và hiểu được nguyên lý của con người. Từ nơi đó mà cái nói là để mà vượt qua mặt người khác, nên những đức chắc chắn là phàm tăng. Đã là phàm tăng thì quý vị đừng có dội tin tưởng. Chỉ có nghe câu Phật hiệu và biết câu Phật hiệu này đặc sắc và chịu niệm thôi, chứ đừng có đặt vấn đề là mình hâm mộ. Bỏ đi, đừng có hâm mộ. Cái hâm mộ này dễ bị gãy cây lắm, thấy không? Chúng ta làm sao mà chúng ta là người rất bình thường, một người vô cùng bình thường ở trong số lượng đông người đó, có nghĩa là rất bình thường. Đó, nên một số người nghe những đức nói chuyện Phật pháp họ tưởng nó cũng dữ dằn lắm quý vị. Tự nhiên họ gặp mình cái tự nhiên họ đến gần họ nói thầy, con nhức cái vai quá, thì vuốt dùm cái vai con cái coi. Những đức nói cái đầu tôi nhức muốn chết này, bà cứu giùm tôi một cái coi. Bà nói đùa không? Trời, tôi mấy ngày nay tôi bệnh muốn chết luôn mà bà kêu tôi vuốt bà. Tôi vuốt bà chứ tôi xỉu luôn quá. Quý vị nghĩ thì chúng ta tu đừng có như vậy. Có nghĩa là mình đều là phàm phu bệnh thì phải cố gắng niệm Phật tu hành, từ từ nó hết bệnh. Có nghĩa là mình đau bệnh là do nghiệp lực, thì bây giờ mình phải tu hành để chuyển nghiệp chứ. Chứ làm gì có chuyện mà vuốt cái hết bệnh. Nếu vuốt cái hết bệnh thì Đức Thích Ca Mâu Ni á, ngày khô hơ cạn tiếng chi 49 năm thuyết pháp. Cái chỗ này thì thấy nói cái chỗ này tự nhiên tâm đắc cười hai ba tiếng là biết rồi, thấy không? Nghĩa là khô hơ cạn tiếng 49 năm tiếng pháp, trong khi năng lực sở chứng đầy đủ thành là Phật rồi. Nếu mà vuốt được thì thôi, vuốt chúng sanh người cái vuốt hết đi, đi thành Phật, đưa về thế giới cực lạc hết cho xong, đúng không? Chứ giảng chi 49 năm cho nó cực dữ à. Nó nghĩa là Phật pháp là một môn giáo học trí thiện, một môn giáo học trí tuệ. Đã là trí thiện trí tuệ thì không có cái chuyện hình thức phù phiếm, hình thức mê tín mà để đưa người ta đi đến chỗ mê tín. Phải nhớ rằng do gì bây giờ nhiều người mê tín quá, nên á, cái người hướng dẫn đạo người ta cũng là hình thức một chút để dẫn đạo. Nhưng mà nếu ông này mà không có cái gốc giải thoát á, ông hình thức thì ông cũng cuối cùng ông dính vô hình thức ông tiêu luôn à. Nhiều người á, ban đầu cũng hiểu là mình á, phải tạo hình thức để dẫn dắt chúng sanh vào đạo, đúng không? Nhưng mà do ông không bước ra được, không bước ra được khỏi cái hình thức đó, nên ông bị lọt vào hình thức đó. Giống như ban đầu thì ông làm gào, ông bao lại. Ông biết rằng tôi có thể bước ra hàng gào này được, vì tôi làm gào thì tôi bước ra được chứ. Nhưng mà không ngờ là ông làm gào chắc quá mà chính ông cũng bị dính trong đó luôn. Không ra được. Nên chúng ta đó không đủ năng lực như chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát có thể diễn tất cả cảnh duyên đối với chúng sanh, mà các ngài giữ tâm của các ngài như như bất động, không có bị ảnh hưởng gì. Còn chúng ta là phàm phu, gặp động là động. Phải nhớ, nên phải có những thời gian để luyện công tu hành thì nó mới có kết quả. Khi mình hướng dẫn người ta thì cái gì là phải thật chắc đi. Như
chúng ta hướng dẫn bây giờ niệm Phật thôi. Quý vị coi á, những đức đang làm tất cả những cái chương trình mà một năm nay làm lễ những đức để làm kỷ niệm thôi. Quý vị coi tất cả chương trình đều là cái gì quý vị biết không? Lễ Phật không à? Tất cả chương trình lễ đều lễ Phật hết. Bấm lên coi cái là thấy lễ Phật không à? Một năm bao nhiêu chương trình đều là dùng một phương pháp lễ Phật làm chính luôn. Đó, có nghĩa là đi về chùa mình là vậy đó. Quý vị đi về chùa nãy quý vị coi á, cả ngày nay quý vị có ghi cầu an cầu siêu gì không? Quý vị đi vòng vòng thoải mái, đi thăm vườn rau đồ, đi chụp hình đồ quá trời luôn, chụp qua giấy đồ, nghe chim hót líu lo đồ ha, khỏi ghi cầu an cầu siêu gì. Vậy thì bây giờ á, đi về đây mà tâm an, có những người ngồi mà những đức thấy cười nãy giờ mà chưa hết cười kìa, cười mà bị chụp hình luôn á. Cười chụp hình là cười sao? Cái nội tâm nó an lạc quá, cái nội tâm nó an lạc quá, nên từ nơi đó mà cười tự nhiên cái đầu nụ cười nó nó dính vậy luôn vậy đó. Có nghĩa là nội tâm nó an lạc quá nên nụ cười nó kéo dài được phải không? Còn có những người đang ngồi ở đây mà họ cũng vô cùng an lạc, không cần lo nghĩ gì mà đạt đến trình độ vô định luôn, ngủ luôn. Nó đùa trời ơi, cái này là quá đặc sắc luôn quý vị. Ở nhà bây giờ gần Tết này mà kêu nằm ngủ nghe, thôi thôi không được, không ngủ được, lo chứ lắm gì. Bây giờ gần Tết rồi phải lo tiền ăn Tết tùm lum, chứ nằm ngủ ngủ không được. Vậy mà vô đây nó cắt hết những cái tâm lo đó, bắt đầu là ngồi, bắt đầu là ngồi trong đạo tràng đông người nghe. Vậy mà ngồi vậy mà ngủ dễ thương dễ sợ luôn. Nghĩa là sao? Vì cái tâm nó quá an lạc rồi, nó an lạc đến mức mà nó vô định luôn á. Mà vô định này là vô định quá sâu nên cuối cùng nhắm mắt đi vô vào định luôn. Định này là vẫn khiều mới chịu mở mắt ra. Nó quý vị thấy không? Còn cái người mà cười á, vui á, thì cái nụ cười tự nhiên nó cứ dính cái nụ cười vậy, nó cứ cười như vậy. Là vì sao? Vì cái nội tâm nó an lạc quá. Cái pháp vị á, thắng mọi vị mà. Cái pháp lạc á, tự nhiên nó làm cho nụ cười của mình tự nhiên và cười rất đặc sắc. Còn nếu như mà nó không có một cái pháp vị á, thì cái nụ cười của mình có khi bẻ mờ bẻ miệt. Nụ cười mà nó không có pháp vị, nó cười bẻ mờ bẻ miệng kỳ cục lắm. Đúng ra cái miệng của mình là cười. Nhưng mà khi mà nó không có cái pháp vị mà cười mà có cái ta đó, tự nhiên nghĩa là nó làm sao mà chành chành để mà cho có duyên gì đó. Có nghĩa là cái đó là do cái ta của mình, mình nhìn nhận và mình phải làm sao mình diễn cảnh phải không. Còn khi mà cái pháp vị mà nó có, khi cười là rồi khi súng răng hay gì mình cũng quên mất tiêu súng răng luôn. À, còn cái khi mà nó không có pháp vị ấy nghe, tự nhiên á nghe, mình muốn cười nhưng mà mình nghĩ cái chỗ cái răng súng á, mà mình cười mình cứ à, còn nó mà có pháp vị là nó đánh tan luôn cái súng răng luôn đó. Quý vị biết rằng cái pháp vị đặc biệt lắm. Cái pháp vị mà nó làm cho cái người mà si cầu que đi mà cũng đi dễ thương nữa đó. Có nghĩa là nó đã có pháp vị rồi, là cái hình tướng nào nó sẽ dễ thương được cái hình tướng này. Nhớ nghe. Mà cái pháp vị nó trang chứa cho cái tâm mình rồi, nó hiện ra cái thân tướng tự nhiên. Mà quý vị biết cái đặc sắc nhất là cái gì? Là tự nhiên. Cái đặc sắc nhất là tự nhiên. Đó. Nên những đức mà gần ai, những đức phái nhất là tự nhiên. Có nghĩa là tự nhiên nhất là thích gần gũi nhất. Còn đến với nhau mà không tự nhiên, lời nói vài câu là biết liền, là thấy không tự nhiên. Là khi không tự nhiên nó có cái chuyện bẻ mồm bẻ miệng, nó khó nói chuyện lắm. Nên những đức thích nhất là nó tự nhiên. Thí dụ như bây giờ những đức nói chuyện cái gì không phải cứ là góp ý, cứ nói thẳng thôi. Rồi tự nhiên mình nhìn nhận rồi mình từ từ mình sửa từ từ thôi. Chứ cái chuyện mà mình mà không gọi là góp ý, mà mình mà bẻ mồm bẻ miệng nói không thật là thấy biết liền à. Là thấy nó phản tâm mà, nó không đúng mà. Đó. Nên mình là người niệm Phật, quý vị thấy những đức nói chuyện có nói gì cao xa đâu. Đâu có nói gì cao xa, nói rất là đơn giản. Nó đơn giản cũng như là đang giỡn vậy đó. Vậy mà ta cười được nghe. Nó, quý vị thấy rằng cười là thấy tốt rồi đúng không? Nó, bà cụ Hứa Chiết á, bà sống á, hơn 100 tuổi. Người ta hỏi bà là cụ dưỡng sinh bằng cách nào mà sức khỏe cụ tốt gì? Cái năm mà bà mà
hình như là hơn 100 tuổi rồi đó quý vị. Vậy mà gọi bà là một chàng thanh niên á, bà cụ Hối Chiếc á. Thì người ta hỏi bà là dưỡng sinh bằng cách nào mà bà được sức khỏe như vậy. Bà nói rằng là cả đời của bà là thường ha ha, chứ không có hù hù. Bà chỉ có ha ha thôi đó nghe. Mà nếu tìm hiểu kỹ qua bà cụ Hối Chiếc này là bà chưa phải là tiêu chuẩn của niệm Phật gì hết quý vị. Mà bà chỉ có sống tự tại và thường ha ha thôi. Như vậy mà cuộc đời của bà sống có ý nghĩa đặc sắc vô cùng. Bà làm nhiều việc tốt lắm. Bà hơn 100 tuổi mà bà nuôi người già. Mà nuôi người già bao nhiêu tuổi? 60 mấy 70. À, bà cụ Hối Chiếc á. Bà Thượng Tịnh Không tán thán dữ lắm. À, bà Thượng Tịnh Không tán thán dữ lắm. Thì bà nói rằng là cách dưỡng sinh của bà là thường ha ha, chứ không có hù hù. Quý vị niệm Phật mà đạt được tiêu chuẩn mà thường ha ha đó nghe, thì cái ha ha này của quý vị là vui vẻ đó. Thì bất cứ khi quý vị đi đến đâu, người ta vừa gặp quý vị là tan biến sự buồn khổ hết trơn. Thí dụ như bây giờ một đạo tràng 100 mấy chục người, mà trong đó có một người truyền lửa đi cho đại chúng đi, quý vị biết rằng người đó vừa vắng mặt cái ai cũng tìm người đó, hỏi người đó chứ. Vì cái người này là người vô cùng đặc sắc, khi đi đến đạo tràng cái là truyền lửa cho đạo tràng liền. Mà ai trong đạo tràng nhìn thấy người này cái là an tâm liền. Từ nơi đó gọi là người này có năng lượng truyền lửa cho người khác. Mà năng lượng truyền lửa cho người khác là năng lượng gì? Thường niệm A-di-đà Phật, gương mặt tươi vui thường ha ha. Chỉ có vậy thôi. Nếu quý vị mà có thể làm được chỗ này thôi, thì sự học Phật của quý vị, nhiều người nhận thức người ta muốn học Phật lắm. Quý vị biết rằng nhận đức thì cũng không có phước tướng. Lúc trước mới chia sẻ Phật Pháp, nếu mà không kiên trì cũng bỏ cuộc lâu rồi. Quý vị biết rằng là chia sẻ Phật Pháp cái lúc mới đầu có quay mấy cái đĩa, mà chia sẻ Phật Pháp mà vô trong một cái phòng, lúc đó cũng mắc cỡ mình mà chia sẻ Phật Pháp gì. Thì vị biết rằng là chui vô cái phòng, xong đặt máy quay phim, đóng cửa kính là hết. Lúc đó ôm nhơm nhách nè, nên lấy 3 chiếc áo thun thiệt là dày bặn vô. Bây giờ mới nói thật nè. Rồi xong đắp y lên để coi nó tròn tròn chút. Nhưng mà cái mình thì to đùng, còn cái gần cổ và cái mặt thì ôm nhơm, giống như người hành tinh vậy đó. Quý vị biết, trời ơi, mà chịu khó thiệt nha. Trong khi thời tiết nó nóng, vậy mà vô trong phòng đóng cửa hết quý vị. Rồi mấy cửa sổ là phải dùng kiến bích lên hết, để đừng có cho ai nghe. Thật sự mà nói nha quý vị, lúc đó mới xuống đây giảng pháp mà sợ giữa chừng hòa thượng ông qua, ông kiếm mình, ông gặp mình, ông cầm cây, ông quất mình sao. Nên đóng cửa lại luôn, rồi đặt cái máy quay phim, và thêm 2 chú ổng coi. Những đức quý vị biết rằng là ngồi nói chuyện mà bận 3 chiếc áo thun ở trong nữa, mà vì tâm quyết muốn nói chuyện Phật Pháp quý vị. Lúc đó mới thọ giới sa di ngồi nói chuyện. Ôi, nói chuyện mà quay mấy cái đoạn phim mà quý vị biết mồ hôi nó ướt thấm 3 chiếc áo trong, rồi nó ướt ra cái y luôn, rồi mồ hôi nó đổ trên người thôi, chán gì nó nhiễu xuống. Có một lần ấy, cô Phật tử này ở Bình Dương cũng coi được cái đĩa đó, tự nhiên cổ đi lên tới chùa mình luôn, cổ nói thầy ơi, con thấy quý thầy quá khổ. Cái máy lạnh mà cũng không có nữa, thầy giảng pháp gì đâu mà mồ hôi ướt mình ghê quá. Từ xưa giờ cô chưa từng thấy ai giảng pháp mà ướt mình như thầy. Thôi để con cúng dường cho mấy cái máy lạnh cho thầy giảng pháp cho nó mát mẻ. Trong bụng mình nói, tôi làm sao dám bắt máy lạnh. Và cúng cúng đi, tôi bắt xuống dưới phòng hộ niệm, để mà dành hộ niệm cho mấy bà già Phật tử, người ta vô ta hộ niệm cho nó mát. Nên bà cúng dường mấy cái máy lạnh đặt ở dưới cái phòng hộ niệm. Còn quý vị biết mình là trốn mà bà bắt máy lạnh cho mình, đóng cửa trốn để giảng pháp mà quý vị biết á. Quý vị biết trải qua thời gian chứ đơn giản sao vậy, mà nhà Đức kiên trì lắm nghe. Cứ kiên trì. Xong cái tự nhiên mấy chiếc đĩa nó ra công chúng, bắt đầu là có những Phật tử người ta cũng quý những Đức. Mình đâu có biết trên mạng gì đâu, hồi xưa là những Đức không biết. Xong cái người ta lấy mấy chiếc đĩa người ta để lên mạng, up lên mạng cho nó.
Rồi xong cái tự nhiên sao sau này biết được trên mạng bấm sao thấy chú Hiền. Rồi sao cái mặt mình đây trời. Sao đây sao thì quý vị biết rằng á, khi bấm vô coi một cái bắt đầu là coi cái chỗ mà mấy cái mà người ta bình luận quý vị, thì nhiều người ta bình luận lắm. Thầy giảng pháp rất lưu loát, nhưng có một điều thầy xấu quá. Trời ơi. Gặp có những đứa cái đó, những đứa nói cảm ơn, nói đúng quá. Quý vị biết rằng rồi bây giờ những đứa giảng pháp là nó đỡ rồi đó, chứ lúc trước quý vị coi giống hịch là Quýnh Võ Thiếu Lâm vậy đó. Ô, giảng pháp mà trưởng hì tay chân quơ ngộ lắm. Rồi cái buổi chia sẻ mà ngày xưa ở trên Đà Lạt mà hình như là trên mạng có đó, trên mạng có, vị coi thử đi. Ở trước mặt thì cái giường hoa mà lúc đó mà cái cô ở trên đó cũng cắm cái giường hoa trước mặt, mắc cười lắm. Mà những đứa thì ốm nhơm nhách, lúc đó hình như 49 kg ốm nhơm, à bây giờ thì 66 kg, xuống đây giờ 66 kg rồi đó, được chút á. Thì vị biết á, lúc đó 49 kg ngồi nói chuyện Phật pháp á, quay phim á, mà cái cô đó có cắm hoa không phải gì, có cắm nguyên cái giường hoa, mà mình thì ngồi cái ghế thấp chứ không phải ghế cao gì, mà ốm nhơm ngước cái mặt lên nhìn cái mỏ không à, mỏ nhọn nữa, trời ơi, nó xấu kinh khủng thiệt. Có gì mình nói mình xấu, nó nói đến cỡ nào nó hết xấu. Mà không ngờ niệm Phật từ từ nó cũng đỡ quý vị, thật sự mà nói đỡ thiệt các quý vị ơi. Bây giờ nhìn kỹ nghe, chu cỡ nào chu nó cũng không nhọn như ngày xưa. Trời ơi, bà chơi cái vườn hoa bà cắm gì đâu mà nó cao. Mình nói chuyện mình phải ngước lên, ngước lên gì cái mỏ nhỏ quét đưa lên. Ôi quay động phim đúng là kỷ niệm cả cuộc đời luôn quý vị ơi. Bây giờ mà lâu lâu mà bấm lên cái động phim nó coi, chỗ những đức trưởng in như lỗ mèo hết trơn vậy đó. Mà nói chuyện ghê lắm kìa, mà nhìn thấy cái miệng không à. Mà ngộ ghê nha, mình cái tướng mình đúng là người ta nói thầy thì giảng pháp cũng được, nói lưu lót, nhưng có cái là tướng thầy xấu quá. Nói đúng thiệt luôn quý vị ơi, không sai chút nào hết trơn á, xấu thiệt. Mình coi mà mình còn thấy mình xấu thiệt á. Bây giờ chấp nhận thôi chứ sao bây giờ. Trời ơi, vậy đâu mà nó không có số nào hết trơn quý vị ơi. Con mắt thì mà nó bự kỳ cục lắm kìa, giống mắt lòi vậy đó. Miệng to đùng, đầu thì xương sọ. Trời, người ta cũng ốm mà người ta đâu đến nỗi vậy đâu. Mình sao nó ốm kỳ cục nghe. Nó thôi bây giờ mà lâu lâu mà coi lại những cái đĩa giảng đó, nói đúng là cuộc đời con người quy về cái chỗ gì? Quy về cái chỗ kiên trì có ngày thành công. Quý vị thấy không? Không ai ngờ được sự kiên trì. Từ ở trên Đà Lạt mà dám làm một cái phòng mà ngồi một mình nói chuyện, quay phim coi lại, trời ơi, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng quyết định làm, nói chuyện một mình quay phim nghe lại hết. Rồi xong dám đọc lời của Khổng Lão Phu Tử, lời chư tổ sư ghi chép ra, rồi một mình giảng, giảng rồi xong quay phim coi lại. Nhưng mà lúc coi mắc cỡ ghê lắm, vì nó quá xấu. Ôi ôi, quý vị biết rằng như vậy mà cứ kiên trì nghe, kiên trì kiên trì. Có một lần mà có một vị thầy nghe, ổng kêu những đức đi lên chảnh, rồi xong ổng nói chú thì cứ cố gắng luyện công phu đi, từ từ hình tướng của chú chưa có chia sẻ Phật pháp được, xấu quá. Trong lòng mình nói, thật sự mà nói thì cũng nhiều người chơi tôi xấu lắm rồi. Bây giờ thầy cũng chơi tôi xấu nữa thì tôi cũng chấp nhận cao độ luôn chứ sao giờ. Thôi được rồi, cố gắng. Thôi ai nói gì nói, chai mặt rồi, làm luôn. Vậy mà quý vị biết rằng ôi ôi, vậy mà cứ kiên trì, không bỏ cuộc quý vị. Đúng rõ ràng ha. Bây giờ cũng khắp nơi người ta cũng chịu coi, có nhiều cô người ta đến ta gặp như đức, ta nói như đức nói bà làm gì mà nhìn chứ à, mình thì ông thầy ngang ngang mà gặp mà
Bà làm gì mà nhìn dưới bà? Có gì nói đi, nhìn dưới hả? À? Thầy đâu có hô đâu mà thầy nó hô chứ. Bà sao đụng chạm hoài. Cứ bà nói câu này hoài. Thầy đâu có hô dữ lắm đâu, sao sao thầy nói thầy hô quá. Thầy cũng có được lắm mà. Cảm ơn nha. Có mình bà khen đó. Thầy biết rằng nè, nên những đức nói á, con người học Phật của chúng ta tiêu chuẩn là ngay chỗ nào để đột phá. Nghe nè. Lé thì đột phá ngay lé để bứt cái lé. Hô thì đột phá ngay hô để bứt cái hô. Lùng thì đột phá ngay lùng để mắc cái lùng. Si cầu que thì đột phá ngay si cầu que. Có nghĩa là cái điểm nào của mình tệ nhất thì học Phật đột ngay chỗ đó để phát triển chỗ đó ra. Để chi? Để đánh tan cái ngã của mình. Thì lúc đó nó mới sanh ra chân tâm bản tính trí tuệ. Phát ra rồi thì lúc đó quý vị mới thấy được rằng là cái chỗ đột phá ngay chỗ xấu là mắc cái giả của mình, và phát ra cái chân tâm thật của mình để tu hành hướng đến chỗ giải thoát. Nhớ. Chứ bây giờ mình mà che làm chi? Rồi lúc xưa những đức đất chịu cái cảnh này một khoảng thời gian dài. Ngày xưa ngoài đời là biết mình hô, nên mỗi lần mà mình mà đi ra ngoài, thí dụ như bữa nay mình đi với cái con nhỏ đó. Mình muốn chọc con nhỏ đó. Bây giờ mình nói mình thì nó có cái điểm của mình thì nói chuyện được, nhưng mà có cái miệng mình nó nhọn quá. Miệng nhọn hô mà còn miệng rộng nữa chứ. Từ nơi đó bây giờ mình phải cười làm sao cho nó vừa vừa nè. Phải làm sao mà giữ cái mức cười nó vừa vừa thôi, đừng có cười quá đáng mà đưa cái hàm răng, đưa cái màng não ra kỳ cục quá. Quý vị biết rằng cuối cùng những đức đi vô trong mặt kiến á, những đức nhìn nghe, mà những đức cười thử á. Cười thử, trời ơi nó khổ kinh khủng thiệt, trời ơi. Mà bây giờ cười thử mà đến lúc nó vui rồi làm sao mà nó mà kìm được. Mà lúc nó kìm nó còn ác đạn hơn nữa. Lúc nó kìm thì sao? Lúc nó kìm thì bắt đầu nó lòi còn giữ ác đạn hơn nữa. Trời ơi chịu khổ lắm quý vị. Đúng là cuộc đời của mình trải qua hết trơn rồi, với cái xấu quý vị ơi. À với cái xấu. Nên những đức mà chia sẻ rồi, những người mà cùng cảnh ngộ hô những đức rồi là hết hô luôn. Thấy không? Mà ngộ lắm nghe, khi mà quên nó rồi nó giảm quý vị ơi. Quên rồi là giảm. Thì ra là cái nghiệp của chúng ta là do gì nhớ mà tăng. Nếu chúng ta mà thường nhớ câu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu, nghĩ câu Phật hiệu cầu sanh cực lạc, thì tức khắc nghiệp của chúng ta sẽ trở thành như trong kinh Phật dạy là không có hình tượng. À, nên niệm câu Phật hiệu là đạt được tiêu chuẩn là nhớ Phật, niệm Phật, niệm lâu quên nghiệp, quên nghiệp, nghiệp tự mất vì nghiệp không có hình tượng. Còn nếu như chúng ta thường nhớ cái nghiệp phá thai, thường nhớ cái tội bất hiếu, thường nhớ cái tâm tham sân si, thường nhớ những điều sai lầm, nhớ một lần tăng thêm một lần không lợi ích. Nếu chúng ta là người biết niệm Phật, nhớ câu Phật hiệu, thường niệm câu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu lâu, chỉ có nhớ Phật hiệu thì nghiệp tự tiêu. Vì Đức Phật nói rằng nếu nghiệp lực chúng sanh tạo có hình tướng, thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không chứa hết nghiệp của chúng sanh. Như vậy thì tất cả những người chúng ta tạo nghiệp cũng có tương lai được giảng sanh. Là vì sao? Vì nghiệp không có hình tướng của nghiệp. Chúng ta chỉ cần chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, từ bây giờ nghe được tịnh độ chân thật và niệm Phật, thì tương lai được giảng sanh của chúng ta là nắm chắc 100%. Đó. Thôi được rồi, tiếng gửi à. Bữa nay khang tiếng mà lên cũng nói chuyện dữ quá chứ. Nhiều thôi ha. Nên chúng ta chia sẻ Phật pháp gì thấy cũng vui vậy. Cố gắng niệm Phật, quyết chí khi bỏ báo thằng này đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha, vui hơn nhiều. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này
hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, những vị trên lầu chúng ta có thể đi thẳng ra ngoài được nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Tại Tổ Đình Hộ Pháp, mỗi tuần Chủ Nhật Chư Tăng Ni và quý Phật tử về đây cộng tu. Ngày Chủ Nhật rất là đông. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng. Nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe và gia quyến luôn luôn sống bình yên, phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta và tất cả quý vị Phật tử, và hồi hướng cho những thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được hưởng những công đức này mà phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Khi chúng ta hồi hướng như vậy là tròn vẹn tất cả. Có những vị viết giấy cầu an, cầu siêu để đây rất là nhiều, nên là những đức không thể nào đọc hết được. Khi chúng ta đọc vài ba tên thì một số tên khác cũng không đọc thì cũng không tròn vẹn. Khi chúng ta hồi hướng chung tất cả thì tất cả những người chúng ta có tâm hồi hướng đều được hồi hướng những vị trí mà chúng ta cần hồi hướng nha. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung từ thực biến thập phương nhật thiên từ cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt ngà đằng dự vật tự giai cộng thành vật đào như đằng ngũ tình chung ngã kim tây nhờ cung biến thẩm phương nhất tiết ngộ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất tiết ngà đằng dự ngũ tình giai cộng thành vật đào như đằng cô hồn chung ngã kim tây nhờ cung phương nhẫn tiết cô hồn cầu nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật thiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cổng tình vẫn đào án một lục lẫn ta bà ha án một lục lẫn ta bà ha lẫn ta bà ha án ngã ngã nắng tam bà biệt nhật ra hồn á ngã ngã nắm tam bà việt nhật ra hồng tam bà việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu già đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi ố vị vô danh hộ danh vô vị ơi
Thai nhi vị nghiệp quá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiến độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thái Cực Lạc Thị A Di Đà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp Pháp Bồ Đề Tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài các mô các loài chúng sanh này là tài thí. Khi sanh cái nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh cái nơi nào chúng ta cũng có trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh cái nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đạo địa ngục, quy pháp không đạo đạo quỷ, quy tăng không đạo tàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, vậy Đạo Phật cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra chay đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.